Tôi chườm gan này 5 năm rồi, không có ngày nào tôi không chườm. Tới bây giờ gan của tôi không còn nhiễm mỡ, gan tôi không còn men gan cao, mà cơ thể tôi bây giờ rất là khỏe mạnh, mà cái sơ vữa động mạch giờ không còn nữa, bây giờ cái động mạch cảnh không còn tắc. Và gan không gói như vậy, bà bây giờ ngon hết rồi. Sau 5 năm chờ mà chỉ thấy ăn ngon, ngủ ngon, người khỏe ra. Những cái triệu chứng mà ngày xưa mà bị tổn thương bây giờ biến mất hết. Bây giờ đi làm siêu âm gan, tuyệt vời. Lấy cơ thể làm thử nghiệm. Chưa có bác sĩ nào dám chơi cái cú đó như tôi đúng không nha. Cho nên tôi rất là mạnh dạn để nói. Và tôi có đầy đủ những cái bằng chứng, những cái xét nghiệm, những cái siêu âm của tôi để tới bây giờ không có mất cái gì hết. Để minh chứng rằng cái hiệu quả của cái chườm đá nó tới mức độ nào. Tất nhiên cái đó là buổi sơ khai của việc chườm đá thôi. Nhưng đến bây giờ thì nó là chuyện lớn. Chuyện lớn là tại sao? Là thứ nhất là bây giờ ta biết rằng nhiều nhiệt liệu pháp đã được áp dụng rất là nhiều nơi trên thế giới.